À, chào cô chú anh chị nha. Em còn cặp này nữa là hết, tay ngắn hưu này em hết rồi nha. Đó. Ngắn hưu rồi nè. Em bán hai con thì kiểu như nó thiếu đồ này kia đồ ấy, mình đắp qua đắp lại nha mọi người, còn một cái thì mình là phụ tùng. Đó. Vậy. Thì hai con này nó cũng giống như gần gần như mới mới luôn mọi người. Năm 40 nha, nhưng mà nó rớt cái tem thôi. Nó bong cái tem mà. Này thì cái tay về gánh lại cái tay đó. Này có xài rồi nha mọi người, nhưng mà còn rất là mới luôn, không có nắp nhớt nữa. Cái nắp e nó sao nó rảnh là nó cắt chiên lỗ vậy, không biết mấy cái thằng bổn này. Nó rạch quá, nó cắt miếng làm gì không biết. Lọc gió nó còn nè ha, chế nó còn ha. Còn xăng không biết nó nổ không. Hơi lửa thì khỏi phải lo nha mọi người nha, hơi lửa thì em bao rồi đó, về mình tự mình xử ấy. Tại mấy con thiếu đồ này làm biếng lắm mọi người, làm biếng lắp qua lắp lại lắm, tại vì nó là chế điện tử, nó có dây dây điện á, về mình rảnh thì mình lắp thôi, chứ em bận bán hàng đồ rảnh đâu mà lắp qua lắp lại, nên là bán cặp luôn rồi cho cô chú anh chị về tự xử, rồi có gì mình để con làm phụ tùng cũng được. Quay kỹ cho mọi người xem này. Con này 2021 nha. Nhìn cái chuông của nó giống như chuông gắn xích vậy mọi người. Thấy là có mùn cưa cái dính này, nhưng mà nhìn cái chuông nó y như là chuông gắn xích vậy. Đó, nhìn nè mọi người. Khác gì mấy chuông gắn xích. Ok, còn còn con này thì đây, chế nó đây, dây điện nó từ lưu học me đây. Đó. À. Về gắn đồ lại, nhìn cái mẫu con này rồi gắn cho nó chuẩn mọi người, nó có cái mẫu sẵn con này nè, cũng như gắn chuẩn con này thì còn cái tem bán hàng luôn nè. Nó cũng hai con là 540 hết nha mọi người nha. Đấy. Con này em thấy cái lọc xuyên nó mới tinh. Đó. Rồi còn nắp nhớt này. Đó. Hai con thì bỏ qua bỏ lại đủ một con đó. Con này thì nó thiếu cái công tắc thì nó bị gãy sao. Đó, ốp lam thì có ốp lam rồi này ha. Đó, nên là khỏe, hai con sàn lại một con. Còn một con thì kiếm đồ dần dần. Con này 2022 này. Y như chưa lắp xích. Hai con thì hơi lửa thì khỏi bàn nha mọi người nha, nó như mấy mới mà. Hơi lửa thì khỏi bàn. Có hơi có lửa, lửa thì ngon, hơi thì chắc bao ngang luôn á, em nghĩ là phần trăm trăm phần ngang luôn. Đó. Hai con này dây giật thì nè, dây giật này chắc là mấy mới đâu, dây giật này. Cặp này nữa là hết rồi, hết tiền hắn loại này rồi nha mọi người. Cái con tôi nhắn cho em bán rồi nha. Cặp này em để cho cặp này em để cho mọi người sáu triệu nha, cặp này em để cho 6 triệu này. Giá rất là tốt, bao ship luôn cho, nó cũng trả cả bao nhiêu tiền cước, không có bớt nha, 6 triệu bán quá rẻ rồi đó. Chứ cái con máy con tay ngắn kia em bán con tay máy mà em bán rồi, bữa nãy em đăng á, em bán rồi 6 triệu đó nha mọi người, không rẻ đâu. Nói giá luôn cho anh em hiểu, nghĩa là một con còn dư phụ tùng về tự xử. À.
hơi lửa thì em bao nha. Đó, còn mấy cái linh tinh này thì lắp qua lắp lại tự xử nha. Em